Được chồng sắp cưới tặng vali 4,6 tỷ đồng tiền mặt, người phụ nữ chết đứng khi mở ra rồi lập tức báo cảnh sát. Trang Sohu đưa tin, trưa ngày 18 tháng 3 vừa qua, một người phụ nữ họ Trương sống ở Hoàng Nham, Thái Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã đến đồn cảnh sát và đem theo một giải lụa biểu ngữ với dòng chữ nhanh, chóng giải quyết vụ án, giải tỏa lo lắng cho người dân để bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng cảnh sát, đã giúp cô thu hồi được số tiền hơn 130.000 nhân dân tệ 460 triệu đồng mà cô bị lừa khi đính hôn. Vào tối ngày 14 tháng 3, khi nhân viên cảnh sát Lý Soái Soái đang làm nhiệm vụ ở đồn, thì nhận được tin báo của cô Trương nói rằng mình đã bị lừa hơn 130.000 nhân dân tệ trong lễ đính hôn với bạn trai họ Dương. Được biết, tên Dương năm nay 53 tuổi, sống ở huyện Tiên Cư, Thái Châu. Cô Trương cho hay, khi gặp Dương, cô đã rất cảm động vì ông ta luôn quan tâm và chăm sóc. Sau một thời gian, Dương bất ngờ cầu hôn cô Trương. Thấy người đàn ông mình yêu đột nhiên muốn kết hôn, cô đã liền đồng ý và không suy nghĩ nhiều. Thậm chí, đến phút cuối tên Dương còn lãng mạn đến mức chọn ngày đính hôn là ngày 14 tháng 3, ngày Valentine trắng, với ý nghĩa muốn ở bên cô Trương trọn đời. Nói về món quà đính hôn, tên Dương hứa sẽ tặng cho cô Trương một món quà tử tế. Để bày tỏ tình yêu của anh dành cho em, anh sẽ chuẩn bị số tiền 1.314.520 nhân dân tệ hơn 4,6 tỷ đồng. Để mọi người biết anh yêu em suốt đời, Dương nói với cô Trương. Tên Dương nói thêm, nhà gái không cần làm gì nhiều, chỉ cần hoàn trả tượng trưng 131.452 nhân dân tệ, khoảng hơn 460 triệu đồng là đủ. Những lời ngọt ngào của tên Dương khiến cô Trương chết ngất vì hạnh phúc. Tối ngày 13 tháng 3, cô Trương đến căn hộ của Dương để chuẩn bị cho hôn lễ. Khi vừa bước vào nhà, cô nhìn thấy tên Dương đang bỏ một sấp tiền mặt vào một chiếc vali lớn màu hồng. Sau đó ông ta đã khóa lại rồi dán hai chữ hạnh phúc lên vali, nói rằng ngày mai số tiền này sẽ được chuyển đến nhà cô Trương. Sáng 14 tháng 3, cả hai cùng đến nhà cô Trương ở Hoàng Nham, tên Dương đã cất vali hồng vào tủ. Đến khoảng 4 giờ chiều, cô Trương rút 131.452 nhân dân tệ tiền mặt từ ngân hàng và cho vào một chiếc vali nhỏ màu đỏ để làm quà cho Dương như thỏa thuận. Sau khi hoàn tất thủ tục, cô Trương đã đưa chồng sắp cưới đến nhà ga để quay về Tiên Cư cùng chiếc vali tiền. Tối hôm đó, khi cô Trương về nhà và mở ra để kiểm tra tiền thì bất ngờ phát hiện toàn bộ là tiền giả. Ngay lập tức cô Trương đã báo cảnh sát Hoàng Nham và mở cuộc điều tra truy bắt kẻ lừa đảo. Trưa ngày 16 tháng 3, cảnh sát đã tóm được tên Dương. Hắn khai nhận đã sử dụng tiền giả để lừa người phụ nữ trao đổi tiền thật. Sau đó, cảnh sát cũng đã thu hồi lại được số tiền bị lừa của cô Trương. Sau khi sự việc này được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, bên cạnh việc người phụ nữ hạnh phúc với lời mật ngọt của đàn ông thì họ cũng không giấu được sự tham lam về vật chất. Ngoài ra, có người cũng thông cảm với cô Trương, hy vọng đây là bài học đắt giá để cô đừng quá nhẹ dạ cả tin.